Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Hôm nay em giới thiệu bác là 10 cây máy cưa bác nhá. Hôm nay trời nó mưa thì em quay trong nhà. Thì đầu tiên có Makita này, Tanaka, Hitachi, Echo, Shinawa, Komatsu, Kyorip bác nhá. Komatsu, Shinawa cực kỳ đẹp luôn. Rồi đầu tiên bác xem video thì nhớ like này, đăng ký kênh và chuông thông báo. Số hàng là 0862 567 746, số qua liên kết sử dụng ở Zalo bác nhá. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc, nên bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng nhá, và bác yên tâm sử dụng luôn. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này, đó ba món theo kèm. Lô này em lô chữ H đó, 10 cây máy cưa rất là đẹp các bác nhá. Đó bác xem và lựa chọn đó để phù hợp với công việc của mình. Đầu tiên H1 hôm nay thì em có một cây Makita, đó con này là Makita MD336, con này công suất là 36cc, rất là đẹp luôn các bác nhá. Làm bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Đó, sợi xích này thì bên em đã lên mới cho nó rồi các bác nhá. Đó, làm còn nguyên chữ Makita này. Đó, con này tháng theo động bình thường, một cây hàng xanh lục bảo rất là đẹp luôn. Đó, con này được trang bị lốc nhôm, hàm rồng, bô đen nhám rất là đẹp các bác nhá, một cây hàng thiếu thùng. Đó, cái này giá rất là rẻ, 1.800.000. Bơm sang phụ các thứ, máy móc gọi là full chức năng nhá. Trước mình đi cắt củi gia đình, các bác đi cắt những gỗ bằng đường kính, con này nó rơi vào tầm 40-45. Đó, đi cắt quế keo mỡ cả ngày luôn, trọng lượng nhẹ nhàng. Đó, nó rơi vào 5kg. Nếu mà lên xích mới này cắt thì cực kỳ là sướng luôn các bác nhá. Đó, hàm rồng, hàm riếc, lốc nhôm rất là đẹp. Bác nào mà kinh tế hạn hẹp có thể tham khảo cây H1 này. Đó, toàn bộ ốc áng này. Đó, ốc áng là hoa thị chống nhật các bác nhá. Riêng dòng này cực kỳ nhạy nổ luôn, full chức năng. Đó, một cây hàng lục bảo rất là đẹp. Đó, con này cho mượn cho biết không mất luôn bác nhá. Làm zin theo máy, làm của Makita. Đó, con H1 giá là 1.800.000, bao ship một cây hàng lục bảo rất là đẹp luôn. Rồi, tắt nổ bác nghe tiếng máy này. Con H1 giá là 1.800.000, màu xanh lục bảo rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo con H2 hôm nay thì em có một cây Tanaka, con này là bao ở MES330A, con này công suất là 33cc, dòng tay cụt siêng ở nhà, bơm sang phụ. Con này được chơm các leo trèo tỉa cành đó nhá, dòng tay cụt rất là nhẹ nhàng luôn. Làm bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91, làm origon, làm vin là máy làm của Tanaka, ốc dự lam 7 màu, bô bọng trắng tươi. Đó, cái dòng tay dài này đời sẽ hai lá bạc các bác nhá. Đó, hai lá bạc. Bác cầm một tay là hai tay đều rất là nhẹ nhàng. Trọng lượng của dòng tay cụt tay dài nó chỉ rơi vào tầm 4,2 nhá các bác nhá, 4,2 đến 4,5 kg. Đó, cái dòng này thì các anh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều dòng tay cụt, nó rất là dễ vận hành, các bác cầm lên cao. Đặc biệt bản Tanaka này thì chạy cực kỳ lợi xăng rồi. Đó, tua cao, nhẹ nổ, ốc áng 7 màu rất là đẹp luôn. Đó, cây này thì các anh chị em phụ nữ mà leo trèo tỉa cành, đó, cắt tỉa cây cảnh sử dụng dòng này cực kỳ hợp lý luôn. Tanaka hàng nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Cây H2 giá là 1.800.000, cực kỳ đẹp luôn. Số xì nó các bác nhé. Đó. Bác nào mà chưa dùng cưa thì tham khảo cây H2 này, 1.800.000 bao ship. Chắc nổ bác nghe tiếng máy này, công tắc thì bác gạt lên các bác nhé. Đó, chắc nổ bác nghe tiếng máy. Giá là 1.800.000, bao ship toàn quốc. Và tiếp theo con H3 thì em có một cây siêu đẹp luôn các bác nhá. Con này là Hitachi, con này là CS30, con này công suất là 30cc. Đó, con này đẹp như mới luôn. Làm bản dài mặt cắt là 30-35, xích là chạy xích chân 25. Làm Hitachi làm rất là đẹp bác nhá. Làm gì theo máy này. Đó, cái bơm thang phụ các thứ đầy đủ hết cho bác nhá. Dòng tay dài này thì trước bằng mình leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao. Đặc biệt bản tay dài này thì bô bọng trắng tươi, Hitachi bản đời cao bác nhá. Giật dòng máy rất là nhạy nổ luôn, hàng nguyên zin này, ốc áng này, hoa thị rất là đẹp luôn. Bản Hitachi này nghe tiếng nổ giòn như bánh đa luôn các bác nhá. Con này thì trọng lượng rơi vào 4,2 kg, cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều. Con đi cắt gỗ như banh đường kính, con này rơi vào tầm 25-30, cắt củi gia đình, quế keo mỡ thoải mái luôn. Hàng nguyên zin nguyên bản của Hitachi, đó, bơm thang phụ các thứ đầy đủ hết cho bác nhá. Con này em bao đẹp bác là hàng thiếu thùng, đó, trên 90%.
đó, nó sử dụng tua rất là cao. Rồi con HA3 giá là 2.100.000 bao ship, chất độ bác nghe tiếng máy này, bác nhìn dây giật này trắng tươi luôn. Cái dòng tay dài này gọi là bác nào mà chốt thì em sẽ tặng các bác ốp lam các bác nhá. Cái con này nó quá là đẹp đi. Rồi, tiếp theo con H4 thì em công kênh Echo. Con này là Echo CS 361. Con này công suất là 36cc các bác nhá. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chung 91. Đó, lam Latin, lam Echo các bác nhá, dày dặn lam zin theo máy. Con này là vô cùng là liền lạc, bơm sang phụ các thứ này. Dòng này trọng lượng rơi vào 5kg. Trước mình đi cắt gỗ tầm trung, đi phân đoạn khai thác phá rừng, cắt thuê cắt mướn, bản Echo này rất là bền luôn các bác nhá. Đó, máy móc liền đạp, hàng nguyên zin nguyên bản. Đó, hàng ở phía bên kia thì em gửi cho bác nhá. Đó, con này là hai ốc giữ lam, trọng lượng 5kg, bơm trong phụ có này. Bác đi cắt gỗ vành con này tầm 5-60-70. Đó, đặc biệt bản Echo này thì rất là nhạy nổ luôn bác nhá. Bác cắt sớm tối cả ngày, hoặc là bác nào mà làm những công việc gọi là trong thời gian dài, cắt khoảng 5-6 tiếng một ngày, thì bác hỏi mẫu Echo này. Echo này thì máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Đó, nó không giống như hàng nội địa chung, máy nóng rất là khó nổ. Con này cần nóng khoảng 1-2 lần thì bác giật lên rất là nhạy nổ bác nhá. Phần đoạn các thứ, giá này giá tầm trung 2.500.000, trọng lượng 5kg, máy móc đẹp liền lạc, làm là tinh dày dặn, xích zin. Đó, xích này thì còn mới được khoảng tầm 95% nữa các bác nhé. Đó, ốc áng 7 màu rất là đẹp. Đó, cây H4 giá là 2.500.000 bao ship. Chất nổ bác nghe tiếng máy này. Nhạy nổ luôn. Đó, bác nào làm những công việc khoảng 5-6 tiếng một ngày thì tham khảo cây H4 này. Đó, 2.500.000 bao ship toàn quốc. Đó, tiếp theo cây H5 thì em có một cây ạ. Con này là Echo. Đó, con này Echo nóng đứng bản Eco, con này là GC351 bản đời cao bác nhé. Con này công suất là 35cc. Đó, dòng cắt tầm trung luôn cho bác. Đó, tem bảng thông số seri của nó đây các bác này. G3501 made in Japan. Con này hàng trắng đẹp như mới luôn bác nhá, trắng như ngọc trinh. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chung 91, lam Latin, xích mới, xích thì bên em đã lên mới cho nó với các bác này. Nếu mà sợi xích này bác mua ngoài thị trường phải rơi vào tầm 250-300 bác nhá. Hai ốc giữ lam, con này tháng thước hoạt động bình thường, giảm dập lò xo. Dòng này cho mình đi phân đoạn này, cắt củi gia đình, cắt củi nấu rượu, bơm sang phụ. Nói chung con máy full chức năng, một con máy hàng đẹp như mới luôn bác nhá. Bác nhìn lớp áo này, đó, cái này trọng lượng nhẹ nhàng thôi. Nó được trang bị là bô giảm thanh cách âm này, bô trắng tươi luôn. Dòng này bác nào mà chưa dùng cưa hoặc mới lần đầu xài, bác thảo dòng Echo này. Đó, đặc biệt ngoài ra thì máy được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Nhưng giật dòng này bác cứ kéo nhẹ nên nổ bác nhá. Nói về độ nhảy nổ này cực kỳ là cao. Đó, con này được form thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, một cây bản Echo, bản Echo bản đời cao bác nhá. Còn lưu ý thì chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Cái máy full chức năng, giật nhạy nổ, tua cao. Đó, cắt của anh là tầm là 40-50. Còn bác nào mà đi cắt quế keo mỡ gì đó các bác nhá. Đó, con này thì máy chạy cực kỳ là êm luôn. Echo thì máy sử dụng rất là bền. Con H5 giá là 2.600.000 bao ship. Chất nổ bác nghe tiếng máy này. Cắt lên giường cắt cực kỳ là ngon luôn. Cái H5 giá là 2.600.000 bao ship. Tiếp theo con H6 ngày hôm nay thì em có một cây Komatsu. Đó, con này là Genwatt G331. Đó, con này công suất là 33cc. Đó, con này hàng cũng rất là đẹp luôn. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40,
xích là chạy xích chung 91 chân 25 bác nhá. Con này công suất là 41cc. Đó, tem bảng thông số của nó đây các bác này. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. 4,5 kg. Con này thì lam zin theo máy, lam một cặp là 40 lam 45 xích xích chân 25. Con này thắng thế là bình thường. Đó, con này được nhìn form cái dòng này thì trước mình đi cắt công trình, cắt trong nhà kính. Con này máy móc full chức năng. Đó, dàn Komatsu thì nó sử dụng túi rất là cao. Bản này được trang bị là bô giảm thanh này, bô trắng tươi luôn, hàm rồng lốc nhôm, làm gen watt, làm zin theo máy. Đó, trọng lượng này thì ngoài ra cái bản này được trang bị là trục trật trợ lực lớn và cái kéo nhẹ đây là nổ bác nhá. Dòng Komatsu chạy cực kỳ lợi xăng rồi. Đó, bản ta phụ full chức năng. Đó, cây này là cây cực kỳ là vip luôn. Dòng này chạy thì bao bền và cắt trong nhà kính, cắt công trình. Và cách xa nếu mà để garanti khoảng 4-5 mét sẽ không nghe tiếng máy luôn. Đó, đặc biệt dòng này rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. Nhìn form thiết kế giống 353 chứ các bác nhìn này. Đó, con này là máy 41cc. Cây số 6 giá là 2.700.000. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Riêng dòng Komatsu thì tua gọi là hết được chấm rồi. Đó, tiếp theo cây H7 hôm nay thì em có một cây siêu phẩm, con này là Shinowa 395. Con này có số là 40cc, thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhá. Con này thì hàng đẹp như mới luôn, màu hồng mạnh mẽ. Đó, la bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là xích chân 25, lam la tinh tản nhiệt của Shinowa bác nhá, hai ốc giữ lam. Con này được trang bị là van xả áp, cái này có chức năng là mỗi lần các bác ấn vào các bác giật rất nhẹ nhàng luôn. Con này hàng cũng rất là đẹp. Đó, con này được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng. Đó, số gì đó bác nhá, Make in Japan. Con này thì hàng đẹp gọn như mới luôn, lam Shinowa này, lam tản nhiệt của lam zin theo máy các bác nhá, 5 kg. Cái dòng này thì bác nào mua về cắt củi gia đình, đi cắt phân đoạn, cắt thuê, cắt mướn. Riêng dòng Shinowa thì nó sử vòng tua rất là cao các bác nhá, trọng lượng 5 kg. Đó, con này màu hồng. Đó, bác nào mà mua về làm hàng sưu tầm cũng rất là đẹp, một cây hàng thiếu thùng luôn cho bác nhá. Đó, lắp xăng là lắp màu hồng. Đó, lắp nhớt nuôi lam lắp màu đen. Đó, con này thì thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản. Dòng này thì chuyên hệ anh em miền Tây rất là thích các bác nhá, cắt dừa khai thác sớm tối cả ngày luôn. Đặc biệt Shinowa chạy thì rất là lợi xăng luôn các bác nhá. Đây là hàng đẹp thiếu thùng, hàng nguyên zin nguyên bản của Shinowa. Cái này giá là 3 triệu bao ship. Shinowa thì nó cái gì đó rất là đặc biệt các bác nhá, nó sự vòng tua nó cực kỳ là cao. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Giá là 3 triệu bao ship bao Shinowa, một cây màu hồng này rất là mạnh mẽ luôn, hàng đẹp như mới. Cây này giá là 3 triệu bao ship. Tiếp theo cây H8 thì em có một cây Kyurit, con này là V3009. Đó, con này công suất là 40cc. Chứ mình đi cắt công trình và đi khai thác phá rừng các bác nha. Lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là xích chân 325, lam là tinh dày dặn xích mới, hai ốc giữ lam. Nếu mà xích 325 này các bác mua ngoài thị trường thì tầm 200 đến 300 các bác nhá. Thắng rất hoạt động bình thường, 5 kg. Bản này cho mình đi phá rừng khai thác, cắt thuê cắt mướn. Dòng Kyurit nó bền ngang dòng Echo bác nhá. Ngoài ra được trang bị là van xả áp. Con này trọng lượng rơi vào 5 kg thôi. Đó, nó sở vòng tua rất là cao, bản Kyurit này. Đó, anh em với cả Echo các bác nhá, bền ngang Echo luôn. Bác nào mà đi cắt của anh là 560 này thì cắt thuê cắt mướn. Đó, cần các làm những công việc trong thời gian dài và tham khảo với H8 bác nhá. Riêng dòng máy chạy cực kỳ là bền, loại xăng. Đó, máy móc đẹp. Con này được trang bị là lốc nhôm các bác nhá, lốc nhôm, bô giảm thanh. Đó, đi phân đoạn các thứ gọi là rất là ngon luôn, hết được chấm. Cái này giá là 3.200.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Riêng dòng này rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. H8 giá là 3 triệu 200.
500.000 bao ship. Các bác hãy nghe vòng tua nó rất là cao các bác nhé. Ở tiếp theo con H9 thì em có một cây hàng đẹp như mới luôn. Con này là Ryobi SK 3000 năm. Thì hôm qua em lên được về một vài cây các bác chốt rất là nhiều các bác nhé. Đó, con này thì giá vì sao cao hơn ngày hôm qua? Tại vì con này nó rất là đẹp. Đó, hàng đẹp thiếu thùng luôn như mới. Là bản dài mặt cắt là 35-40 xích, là chạy xích chung 91, làm Ryobi, làm xin theo máy này các bác này. Hai ốc giữ lam, giảm giật lò xo, ốc áng 7 màu. Đó, chi tiết này bao nhiêu này, đẹp như mới luôn các bác nhá. Con này thì chúng tôi xuất là 35cc, dòng máy bác cắt công trình, cắt trong nhà kính. Hoặc bác nào mua về làm hàng sưu tầm các bác nhá. Con này được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Đó, đây là cắt ngoài đường cực kỳ là êm luôn. Con này trọng lượng rơi vào 5kg, bác cắt tầm 5-60 đổ lạnh rất là ngon rồi. Đặc biệt cái dòng này trọng lượng nhẹ nhàng 5kg. Đó, máy móc khu chức năng tháng theo hoạt động bình thường. Cái bản này bác lưu ý bác nhá. Nhà bác nào mà có con em nhỏ thì bác nên để trên cao. Vì riêng dòng này rất là nhạy nổ luôn. Đó, các bác cần kéo nhẹ lên nổ các bác nhá. Đó, hàng sưu tầm, bác nào mà chốt thì em sẽ tặng các bác ốp lam của bác này. Bơm sang phụ các thứ, nói chung một máy không thiếu chức năng gì. Đó, hàng gọi là xuất sắc luôn. Đó, cái này giá là 3.400.000. Đó, cái này em test nổ bác nghe tiếng máy nhá. Bác nhìn dây giật này, trắng tươi luôn, một cái hàng đẹp như mới bác nhá. Êm như gió thảo luôn này các bạn này. Để gan ti các bạn nhá, gan ti rất là êm luôn. Cây này không có gì để chê rồi. Đó, H9 giá là 3.400.000 bao ship. Tiếp theo con H10 thì em có một cây Shinawa, con này là 400. Đó, con này là 40cc, chưa mà ghi phá rừng khai thác. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 40-45, xích là xích chân 325, lam Latin rỗng thuyền các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn, hai ốc chữ lam, ốc áng hợp kim này. Đó, ngoài ra cái này được trang bị là chế độ sưởi, mỗi lần các bác bật lên phía tay cầm, đó phía chắn này sẽ ấm lên các bác nhá. Con nào cắt trong mùa đông sẽ rất là hợp lý luôn. Con này được trang bị là lốc nhôm, đó hàm rồng rất là đẹp luôn các bác nhá. Dòng này trọng lượng của máy rơi vào 5.5kg. Chứ mà đi phá rừng khai thác, cắt thuê căn bướn, cắt sớm tối cả ngày. Đó, cắt đi xẻ xiếc tầm 25-30 đổ lại cực kỳ là thoải mái luôn. Đặc biệt bản H10 này thì rất là nhạy nổ luôn. Shinawa thì nó sẽ mừng tối rất là cao. Dòng này thì chuyên hệ anh em miền Tây rất thích các bác nhá. Cắt thừa khai thác sớm tối cả ngày. Đó, đặc biệt thì ốc áng, ốc này là ốc lục giác các bác nhá. Đó, bác nào đi cắt thuê căn bướn tham khảo này. Con này sửa xiếc thì cắt mùa đông sẽ hợp lý hơn một chút. Đó, con này cũng rất là đẹp, một cái hàng gọi là siêu chất ngày hôm nay. Cái này giá là 4 triệu bao ship. Chắc đủ bác nghe tiếng máy này. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua là 0862 567746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.